Thưa quý vị, thông thường thì vào tháng 10 hàng năm ở nước ta ít khi bão vào miền Bắc do thường bị các khối khí lạnh đẩy xuống phía Nam. Tuy nhiên, mùa bão năm nay đã cho thấy sự bất thường về sự hoạt động cường độ và hướng di chuyển của bão ngay từ đầu mùa. Bão số 7 là một cơn bão kỳ lạ như vậy và hiện cơn bão này đang hướng vào miền Bắc với sức gió giật cấp 12. Và lúc này thì những ảnh hưởng ban đầu của bão đã được ghi nhận ở đảo Bạch Long Vĩ ở thành phố Hải Phòng, nơi đã đo được cấp gió mạnh cấp 8 giật cấp 10. Theo cơ quan khí tượng thì chiều nay vị trí tâm bão số 7, tên quốc tế là Sarika, ở vào khoảng 19,1 độ vĩ Bắc, 109,8 độ kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh Hải Phòng khoảng 360 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 16. Sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và sẽ đổ bộ vào vùng biển Hải Phòng đến Quảng Ninh vào đầu giờ chiều mai. Điều lưu ý là hiện đang là thời kỳ chiều cường cao nhất năm, nên bão cấp 10 cũng sẽ gây ra hiện tượng nước biển dâng rất cao. Khả năng các tỉnh ven biển sẽ đối mặt với những con sóng cao gây nguy cơ với hệ thống đê kè. Hiện các tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm đang được thông báo để di rời về nơi an toàn. Trong khi đó thì ngay trong đêm nay, dự báo là mưa sẽ xuất hiện tại khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, lượng mưa cả đợt vào khoảng 200-300 mm. Thưa quý vị, bão số 7 là một cơn bão rất mạnh, hoạt động với nhiều tính chất bất thường về thời gian và cả vị trí đổ bộ, nên người dân cần phải hết sức chú ý đề phòng. Các thông tin tiếp theo về cơn bão xin mời quý vị các bạn hãy cùng cập nhật trên bản tin tối lúc 19 giờ trên VTC1 và bản tin nhật ký cuộc sống lúc 19 giờ trên kênh VTC14 và các bản tin thời tiết được phát sóng liên tục trên cả hai kênh.